Chu bổ bối, cửa hàng sách này hình như không có ai. Nơi này chỉ có hội viên được vào, vì vậy không có ai làm phiền em. Có hoa. Chú bổ bối, giúp em chụp ảnh đi. Nào, cầm lấy. Góc này của anh không được, anh ngồi xuống, ngồi xuống. Như vậy mặt em to. Một, hai.